À, chào anh em. À, hôm trước thấy thằng Đạt nó để cái chân laptop và thấy cũng hơi phèn. Thế là tôi cũng chạy xuống tôi tìm thì thấy có quả chân đế laptop Invisible này. Tôi thử lắp luôn vào cái con MacBook của tôi để xem chất lượng nó như nào nhá. Con này có giá đang sale trên Shopee là 210.000 ở Shopee của TTG Shop, anh em vào mục nếu anh em có nhu cầu. Còn bây giờ thì tôi sẽ dán thử. À, bên trong nó có một cái miếng mỏng như tờ giấy này thôi. Đấy, rất mỏng nhưng không biết là có đỡ nổi cái laptop không. Đấy. Đây, bên trong nó là cái miếng này, Invisible Laptop Stand. Dày chỉ 3 mm. Đấy, có hai độ cao. Chịu được 18 pound, 18 pound bao nhiêu không biết. Fit to laptop 15,6 inch. Đấy, tức là có thể lắp vừa cái laptop 15 inch. Laptop của tôi có 13 inch thôi, chắc là thoải mái. Đây. Đặt lên thì nó cỡ như thế này. Bây giờ tôi sẽ thử dán nó vào nhá, để tránh bị xước rồi à. Nó lên đây. Đấy. Đây, cái băng dính của nó đây, chúng ta chỉ bóc ra và dán vào đây. Cái băng dính này thì nó cũng không quá dính đâu, nó chỉ vừa phải, cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể bóc ra bất cứ lúc nào. Đây, nó sẽ để thành như thế này. Trước tiên tôi sẽ thử trên một con laptop và cầy trâu cuốc bẫm đã nhá. Còn nặng chỉ cái con này nặng có hơn 1 cân, còn thua. Nó mà chỉ có cái này thì nó mới là bà. Đây, giới thiệu với anh em. Ui, con này nó có cái pin phụ, nó phải nặng đến khoảng độ 3 cân rưỡi. Ui, một con mẹ đời siêu cổ. À, con này thì không cần stand, nó đã cao mỡ lên như này rồi. Để thử xem con này có chịu được không nhá. À thôi, thôi cứ dán đi nhá, xem có chịu được không. Đây, con này thì chắc để vào đây. Lúc mở ra thì nó vướng con pin ở đây. Đây, cứ dán đây nhá, xem nó đỡ được không thôi. Xong tôi lại bóc ra. Ý. Tránh những cái khe quạt tản nhiệt ra anh em nhá. À, xem thử nhá. Đây, chế độ bình thường. Lên. Chịu thì chịu được, nhưng mà con này nó bị lồi cái pin ở giữa ra. Tức là về độ nặng thì nó có thể chống được, nhưng mà do tôi phải dán thấp xuống dưới cái pin nên ra là nó nghiêng về đằng trước chứ nó không nghiêng về đằng sau. Đây anh em nhìn này. Đấy, đây à. Đấy, cái chân nó chưa. Đây, cái chân nó đây. Hình như nó còn một cái chế độ nữa để tôi thử. Chế độ cao hơn. Đây còn một chế độ nữa, nó là như thế này thì nó cao hơn như thế này và nó cũng chịu được. Đó. Đây, hai chế độ, nhìn thấy chưa? Đây là chế độ thứ hai. Đấy. Một cái laptop nặng đến 3 cân rưỡi như cái con này, nó bị vướng cái cục pin ở đây mà nó cũng đỡ được, chứng tỏ cái con này độ cứng nó khá tốt. Thôi thế thôi, bây giờ tôi lắp vào con chính của tôi, không thể để cho con lát này nó hỏng lợi được. Con này ra 3 cân. Con này nó có khá nhiều phiên bản màu sắc anh em nhé. Đây, Silver Gold, Rose Gold và Space Gray. Con của tôi hình như là Space Gray. Dán thử nha. Con này đúng là sinh ra dành cho Mac anh em ạ. Đúng là sinh ra dành cho Mac à. À, xong. Để trạng thái bình thường. Trạng thái bình thường nó không bị tụt xuống phía bên dưới của cái chân. À, nó không bị trồi lên khỏi cái chân, cho nên là cái mặt tiếp xúc vẫn là cái chân chứ không phải là cái tấm này. Vì là cái chân này nó nhô lên khoảng 3,5 đến 4 mm.
Con này nó chỉ dày có 3mm thôi. Nào bây giờ tôi thử mở. Nó có hai trạng thái độ cao. Trạng thái thứ nhất là chúng ta kéo cái này ra. Đây nó như thế này là trạng thái thứ nhất, thấy chưa? Trạng thái nhất là cao khoảng độ 15-20 độ. Là như thế này. Đó. Trạng thái thứ nhất. Nghe thấy chưa? Đây là trạng thái thứ nhất. Rất thoải mái. Ấn vô tư. Đừng có ấn lên phía trên này thôi, chứ còn ấn ở dưới này thì anh em tì tay thoải mái. Ok chưa? Trạng thái thứ hai xem nào. À, trạng thái thứ hai là nó như nào, cho này ra hay sao? Đây như là như này. Đấy. À, vậy. Cái này nó tòi ra chứ. Tòi ra cái này nó chui vào. Đây nó như này. Đây, trạng thứ hai lên hai nó như này. Đó. Nó cao hơn khoảng 25 độ thì nó sẽ là trạng thái như này, khá vững. Cái sao thế? Đấy, tôi sẽ bật lên. Nó sẽ đạt được trạng thái nó cao khoảng 25 độ như thế này. Ok đấy. Còn khi không dùng nữa chúng ta chỉ việc nhấc cái đít lên. Đó. Rất đơn giản. Rồi. Tôi thấy ưng cái này ở đây. Này chắc là mua dán về nhà thôi. Đấy, cảm ơn anh em đã theo dõi. Tôi vừa mới giới thiệu anh em cái chân đế tàng hình. Cái đế dựng laptop tàng hình nhá. Giá của nó là 210 cành trên đang sale trên Shopee của TTG Shop. Cảm ơn anh em theo dõi, anh em vào múc nhanh. Pass bạn Anh Vũ để không được giảm gì. Ok. Bye bye anh em. Link sản phẩm tôi để dưới mô tả nhá. Reddit một tí. Cái chỗ này tôi nhầm, nó phải như thế này cơ, nó phải tụt xuống như này cơ. Bảo sao lại nó cứ bênh bênh cái đít này lên, hóa ra chúng ta phải tụt xuống như này. Và cái góc nó sẽ nâng lên thành khoảng 30 độ nha. Còn cắm bẹt như này thì cũng được, nhưng mà cái chỗ này khi chúng ta ấn ở đây nó sẽ hơi bênh cái này lên thì nó không được ổn lắm. Nên là chúng ta sẽ phải dựng cái này lên một tí. Đây là trạng thái 1. Đây, nó phải như này. Đấy, để cho cái này nó tì vào đây, thấy chưa? Nên nó tạo thành hình như thế này. Đảm bảo luôn, vững chắc và không bị bênh. Như vậy là nó thay cái này có lẽ là ghi sai rồi, nó không phải chỉ có hai trạng thái độ cao mà nó phải có đến 3 nhá. Còn nếu anh em là tùy biến thì có thể lên 4 lên 5 tùy. Nhưng mà tôi thấy nó phải là 3. Một cái là khoảng 12 độ, một cái khoảng 20 độ, một cái 25 độ. À một cái 25, một cái 30. Cái này khoảng 30. Khá là cao. Được đấy. Sở dĩ mà tôi phải sử dụng cái như thế này là bởi vì anh em để ý, nếu chúng ta không có chân đế khi chúng ta ngồi như thế này. Đây, khi chúng ta ngồi như thế này, mở lên laptop, chúng ta sẽ phải có xu hướng là luôn luôn sẽ cúi xuống này để nhìn. Đấy, nó làm cho cái lưng chúng ta nó bị đau mỏi khi chúng ta dựng cái này lên. Trạng thái cao thì làm nhỉ, như này đúng không? Đây là trạng thái 1 này, trạng thái 2 và cái này tụt ở trong này. Đây, khi chúng ta dựng lên như thế này, mở màn hình lên. Đấy, cái màn hình sẽ được nâng cao lên ngang với tầm mắt chúng ta hơn, và chúng ta sẽ không cần phải cúi gằm xuống này để nhìn nữa. Nó làm cho cái tư thế chúng ta thẳng hơn. Đấy, anh nhìn thấy chưa? Lưng thẳng hơn, vai sẽ đỡ mỏi hơn, cổ tay thì nó được nâng đỡ thay vì cứ phải gằm gằm như này. Đây, bình thường nó sẽ phải như thế này. Khi lên như này, chúng ta sẽ ngửa lên như này, gõ nó vuông đỡ mỏi hơn rất là nhiều. Em thấy không? Đó, chính vì thế cho nên tôi cần phải sắm một cái stand cho laptop để làm việc nó không bị đau mỏi. Dạng này đau mỏi vai gáy nhiều lắm. Ghế công thái học nó chỉ hỗ trợ lúc tôi đi stream thôi, chứ còn lúc ngồi laptop này thì chúng ta không được dựa lưng vào tường như này, bởi vì màn hình nó rất là nhỏ, cho nên là cái lưng của cái ghế công thái học nó không giúp được nhiều. Còn cái chân đế laptop này thì lại giúp được này, nó sẽ làm cho tư thế nó được điều chỉnh. Đôi khi chúng ta không biết đâu, khi chúng ta ngồi chúng ta mới một thời gian bắt đầu cái nội dung trên màn hình nó cuốn chúng ta, thế là dần dần chúng ta bị
kéo dần người vào như thế này, nó làm cho cái lưng vai nó bị căng và nó làm mỏi đau. Nhắc lại một lần nữa, cái sản phẩm này có giá, sản phẩm này tên là gì? Mokato M306 Mokato Invisible Laptop Stand nhá. Thì sản phẩm này có giá đang sale trên Shopee của TG Shop là 210.000. Anh em mua nhanh kẻo hết nhá. Bye bye anh em.